Thưa quý vị và các bạn, để tạo đòn bẩy cho sự phát triển, tỉnh ủy Lào Cai ban hành riêng đề án số 14 về cải cách hành chính cho cả giai đoạn 2020-2025 với mục tiêu phấn đấu đưa Lào Cai trở thành một trong 10 địa phương có chỉ số hành chính tốt nhất cả nước. Cụ thể hóa những mục tiêu này, tỉnh đã xây dựng những nhiệm vụ cụ thể sát với thực tiễn. Lào Cai đang nỗ lực xây dựng một nền hành chính công khai minh bạch, Trung tâm dịch vụ hành chính công của tỉnh được xây dựng và đi vào hoạt động là một trong những nội dung cụ thể đề án đi vào thực chất. Lào Cai cũng phấn đấu đến năm 2025 đưa 100% thủ tục hành chính cấp tỉnh vào trung tâm dịch vụ hành chính công. Nâng cao cái chất lượng giải quyết thủ tục hành chính, lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo hiệu quả hoạt động và đẩy mạnh cái việc là kiểm soát, giám sát theo dõi việc giải quyết thủ tục chính của các cơ quan đơn vị để đảm bảo việc trả kết quả giải quyết cho công dân được đảm bảo đúng tiến độ và chất lượng theo quy định. Với mục tiêu đến năm 2025, phấn đấu đưa chỉ số cải các cách hành chính của tỉnh nằm trong top 10 cả nước. Lào Cai có rất nhiều việc phải làm như hiện đại hóa hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin vào phục vụ hoạt động, quản lý, điều hành của hệ thống chính trị, thực hiện chuyển đổi số mạnh mẽ. Chúng tôi đã khẩn trương, đang khẩn trương cụ thể hóa cái đề án thành các kế hoạch và đang xin ý kiến của các sở ngành liên quan để, để, để trước mắt là cập nhật vào trong cái kế hoạch thực hiện ngay từ cái năm 2021 này để phấn đấu trong cái đoạn tới là cố gắng chúng ta sẽ thực hiện thắng lợi tất cả cái mục tiêu của cái đề án số 14 thời gian tới tỉnh sẽ ưu tiên nguồn lực để đầu tư nâng cấp trụ sở trang thiết bị phương tiện cho các cơ quan đơn vị địa phương đặc biệt là trụ sở cấp xã xây dựng khu trung tâm hành chính thị xã sapa tất cả nhằm hướng đến mục tiêu vì một nền hành chính văn minh hiện đại phục vụ tốt nhất cho người dân và doanh nghiệp